cao là được nhiều giác ngộ. Tình cần xót xa là tình khó vui vai. Đến đây bên em tựa núi đồi lạnh buốt, mảnh áo tuy dày
xin cảm ơn Harrison. Xin hỏi giám đốc Hoàng Vinh, hình như còn một bài múa đó phải không? Tại vì Kimberly tính như thế này, và mọi người cũng xin cùng một tấm lòng với Kimberly nha. Vì cho một đồ múa, múa sòi, thì chúng ta cắt bánh sinh nhật của Hoàng Vinh với lại Ngân Hà. Có đồng ý không? Ok, để sau đó chúng ta chuyển qua cái dòng nhạc khác một chút xíu nha. Ok, bây giờ cho múa trước nha quý vị. Thời gian chúng ta vẫn còn, xin quý vị thông cảm và ở lại. Vì quý vị đã đến đây rồi, thì nhân cái dịp mà sinh nhật của Hoàng Vinh và Ngân Hà. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị hướng về nhà sân khấu. Sau múa đó thì cắt bánh sinh nhật của Hoàng Vinh và Ngân Hà. Sau đó thì chúng ta chương trình hát với nhau sẽ trở lại như vậy. Và xin tất cả quý vị ở lại. MC 602 còn ở đây không? À, với lại xin Đức Minh và một số quý anh chị đã ở trại tị nạn Mỹ Đông ở lại một chút nữa. Sau cắt bánh phần 2 chúng ta sẽ thắp nến nhé. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị đã đến đây từ sớm nhưng mà chưa được hát thì Kimberly sẽ theo thứ tự. Xin cảm ơn sự nhẫn nại.